Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Mấy ngày nay chúng ta còn đang nói về hai chữ trung hiếu này. Hai chữ này nói thật ra người nhận thức không nhiều người có thể thật sự thể hội được nghĩa thú mà hai chữ này biểu thị ra là ngày càng ít rồi chúng ta cũng do hạn chế thời gian chỉ có thể làm một cuộc giới thiệu một cách đơn giản gián tắt một cái gợi ý đơn giản như vậy nếu như các vị có thể thể hội thật kỹ thì hai chữ này là bao gồm tất cả phật pháp không những tất cả phật pháp mà Thích Công Ni Phật đã nói trong 49 năm, thậm chí là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều không thể vượt qua hai chữ này. Hiếu là nói Thể tướng của tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới trung là nói đại dụng của nó nếu dùng đề kinh của kinh hoa nghiêm để nói hai chữ trung hiếu chính là đại phương quảng ở trên đề kinh trung một chữ này chính là phật hoa nghiêm Hiếu là Đại Phương Quảng Trung chính là Phật Hoa Nghiêm Cho nên hàm nghĩa của nó Sâu rộng vô tận Chúng ta cần thể hội thật kỹ Kinh điển một tạng giáo lớn Mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm Chính là phát huy Tường tận hai chữ này Trung hiếu hai chữ này viên mãn rồi Chính là vô thượng bồ đề Chính là quả địa như lai cứu cánh Mỗi người Thành thánh, thành hiền Gia đình hòa hợp xã hội bình yên tất cả chúng sanh đều có thể chung sống hòa mục xa rời hai chữ này đều không thể làm được cho nên hai chữ này chúng ta nhất định không được lơ là cổ nhân nói nhất gia nhân nhất quốc nhân nhân là chữ nhân trong nhân ái nhân cái chữ này cũng là chữ hội ý là ý gì vậy nhân ái chính là chúng sanh cho nên biểu thị của cái chữ này là hai người không phải một người có ta còn có người khác ta người là một thể ta người không hai đây là ý của chữ nhân biểu thị tông môn có một câu nói biết được một xong mọi việc phật pháp thường nói vào pháp môn không hai thật sự biết được một vào pháp môn không hai người này mới là nhân giả nhà phật gọi người gọi là nhân giả cách xưng hô này là vô cùng tôn trọng phật ở trong kinh điển xưng bồ tát là nhân giả chúng ta hãy xem từ trên mặt chữ người nhân từ chỉ có bồ tát mới là từ bi làm gốc phương tiện làm cửa chúng ta muốn một nhà đều làm được nhân ái các vị nên biết ý nghĩa của nhân ái so với thân ái lại không giống nhau thân ái là xây dựng từ trên tình tình cảm sâu dày nhân ái là xây dựng từ trên lý biết là ta người không khai Dạng pháp nhất thể Cái tâm thương yêu đó là từ trên lý Từ trong tâm tánh lưu xuất ra Đó là yêu thương chân thật Dĩnh hằng bất biến Người khác yêu thương ta Ta cũng yêu thương họ Người khác không yêu thương ta Ta vẫn là yêu thương họ Người khác dùng thiện tâm đối với ta Ta cũng dùng thiện tâm đối với họ Họ dùng tâm bất thiện đối với ta Ta vẫn dùng thiện tâm đối với họ Đó là Bồ Tát Đó là nhân ái Không phải thân ái Mà thông thường nói có thể sánh bằng Tình là nhiều biến đổi cho nên tâm thương yêu sanh ra từ tình là vô thường yêu thương sẽ biến thành chán ghét sẽ biến thành hận những sự việc này tôi nghĩ các vị đồng tu đều rất dễ dàng hiểu rồi hiện nay trong xã hội mọi người thử xem sẽ biết ngay có bao nhiêu người lúc mới kết hợp là bạn tốt khi nam nữ kết hợp ân ái biến thành vợ chồng, nhưng mà chẳng bao lâu đã ly hôn rồi biến thành quan gia, biến thành đối đầu, bạn bè biến thành thù địch, quá nhiều quá nhiều rồi. Nguyên nhân gì vậy? Sự kết hợp của ân ái là tình cảm bên ngoài thấy là rất đẹp, bên trong vấn đề phức tạp rồi. cho nên nó không phải là vĩnh cũ tâm thương yêu của phật bồ tát là vĩnh hằng bất biến tại sao vậy trong ngoài nhất như bên ngoài là bình đẳng bên trong là thanh tịnh không có vấn đề đây là tự tánh của chúng ta đây mới là mặt mũi xưa nay của chúng ta học phật chẳng qua là khôi phục tự tánh khôi phục lại mặt mũi xưa nay mà thôi ngày nay thế giới bất bình nhân tâm bất bình tâm ta bình thế giới của ta bình dùng tâm bình đẳng cái nhìn bình đẳng của ta thanh tịnh pháp giới nhập pháp giới chúng sanh đạt đại tự tại hoa nghiêm nói là pháp giới vô chướng ngại đây hoàn toàn ở sự tu dưỡng của cá nhân tràn đầy trí tuệ trọn đời tràn đầy nhân từ các vị thử nghĩ vậy là hạnh phúc biết bao viên mãn biết bao giá trị ý nghĩa của đời người là ở chỗ này tôi nói trọn đời đây là nói theo thế tục nếu như nói chân thật đó là vĩnh hằng mạng sống là vĩnh hằng người thế gian mê hoặc rồi cho rằng có sanh tử người sáng suốt biết không có sanh tử sanh tử là việc gì vậy sanh tử là chuyển biến sự chuyển biến của nhân và quả chuyển biến là tất nhiên là chắc chắn Tất cả mọi dạng vật Đều đang biến đổi Có pháp nào mà bất biến đâu Ngoài chân tánh ra đều đang biến đổi Hơn nữa bạn nên biết Đang biến đổi từng sát na Sát na không dừng Nhân biến thành quả Quả lại biến thành nhân Dĩ nhiên đang tuần hoàn Không dừng bạn có thể nhận được cái chân tướng này thì sanh tử liền liễu rồi nhà phật thường nói liễu sanh tử liễu là biết rõ đối với sinh tử cái chân tướng sự thật này bạn triệt để biết rõ rồi người hiểu rõ thì chuyển biến tự tại phật pháp chúng ta có nói thừa nguyện tái lai nguyện lực thọ thân chư phật bồ tát ứng hóa thế gian cái chuyển biến đó là tự tại phàm phu không hiểu rõ chân tướng sự thật không biết sự thật của chuyển biến này ở trong đây khởi vọng tưởng khởi phân biệt khởi chấp trước phân biệt chấp trước đều là hư vọng đều không phải là chân thật cho nên càng chuyển càng bất thiện càng chuyển càng không tốt không biết chuyển đây là nói cái sự tướng của sanh tử lưu chuyển mấy hôm nay có lẽ các vị đồng tu nhìn thấy từ trên internet người nước ngoài nói về tin tức tai nạn của cái thế giới này của chúng ta có rất nhiều đồng tu sau khi xem xong trong lòng lo lắng không biết phải làm sao đến hỏi tôi tôi nói với họ nếu như thế gian thật sự có tai nạn lớn như vậy bạn tin hay không tin có rất nhiều phật bồ tát ứng hóa ở trung quốc chúng ta ở thế giới cũng là như vậy một gì gần đây chúng ta biết ấn quan đại sư là bồ tát đại thế chí thế giới tây phương tái lai ngài có tiết lộ cái tin tức này cho chúng ta hay không khó ở trong văn sao nói quá nhiều rồi nói có tai nạn rất lớn rất nghiêm trọng cái tai nạn này có cứu được hay không cứu được chính bản thân ngài dạy chúng ta liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên an sĩ toàn thư có thể dựa theo ba quyển sách này mà tu hành đoạn tất cả ác tu tất cả thiện từ trên căn bản này thật thà niệm phật thì cái tai nạn này liền hóa giải ngay tại sao có thể hóa giải được phật ở trong kinh nói y báo chuyện theo chánh báo chúng ta đã từng đọc qua. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm người hằng ngày nghĩ việc ác, hằng ngày tạo ác hạnh thì sẽ chiêu cảm đến chính là tai nạn. Nếu như ở trong tâm địa đem ác đoạn sạch, nghĩ thiện nghĩ tốt Chúng ta Mấy năm gần đây đề sướng bốn tốt Giữ tâm tốt Làm việc tốt Nói lời tốt Làm người tốt Kiếp nạn sẽ chuyển được ngay Tại sao không chịu học tốt học tốt, bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu từ không lừa mình, không dối người. Nếu như vẫn cứ lừa mình, dối người thì những việc mà bạn làm đều là giả. Bạn cái kiếp này bạn không thể chuyển được. Tôi thường khuyên người Phật dạy chúng ta phải phá bốn tướng Phá bốn tướng hoàn toàn không phải nói Đối với người tu hành cao cấp Các vị hãy xem thật kỹ trong Kinh Kim Cang Tu Đà Hoàng, Tiểu Thừa đã lìa bốn tướng Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả Tu Đà Hoàng đã bắt đầu rồi Tu Đà Hoàng bản thân họ không cho rằng bản thân họ chứng được Tu Đà Hoàng. Đây chính là liệu bốn tướng. Chúng ta đối với ngã nhân chúng sanh thọ giả có phân biệt chấp trước kiên cố như vậy. Nên không thể vào được cửa của Phật Pháp. Sơ quả là vào cửa Nếu như giống đi học ở trường vậy Là lớp 1 tiểu học Mới vào học Ở trong Pháp Đại Thừa 51 cấp bậc Bồ Tát Là Bồ Tát quả dị sơ tính Bốn tướng nếu không xả ly Thì Bồ Tát quả dị sơ tính bạn còn không đủ tư cách bạn học phật tốt đi nữa cũng chẳng qua là trong quả gì danh nghĩa hữu danh vô thực trước đây thầy lý thường nói phải sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế ấy phải luân hồi như thế nào phải luân hồi như thế ấy tại sao vậy khởi tâm động niệm mọi thứ tạo tác là nghiệp luân hồi học là học phật pháp nói là nói phật pháp mà tạo là tạo nghiệp luân hồi thì có lợi ích gì tại sao chúng ta không thể chuyển được vậy tội nghiệp của bản thân chúng ta quá nặng vô lượng kiếp đến nay Tập khí phiền não Đoạn không hết Dễ bề ngoài Làm giống như là bố thí Trì giới nhẫn nhục Giống như cái dáng vẻ đó Nhưng ở trong tâm giống như đống lửa lớn vậy Lửa mạnh dữ dội Phải định tĩnh Sự thù thắng của Phật Pháp Thù thắng bắt đầu Làm ở công phu bên trong Nó gọi là nội học Lửa phiền não Làm thế nào có thể dập tắt nó Hóa thành trong lành Trí tuệ Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết Pháp giảng bát nhã đã dùng 22 năm. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể làm được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ từ bi. Không có trí tuệ chân thật, dù cho làm được rồi, đó là bên ngoài. Đó là giả tướng không phải chân thật giả tướng tuy cũng đáng yêu nhưng sớm muộn cũng bị người ta vạch trần bản thân bạn không thể tu hành chứng quả đó là ngụy trang là giả mạo không phải chân thật chân thật bạn sẽ biết nhất định không thể xa rời giới định tuệ. Giới Ấn Quang đại sư gợi ý cho chúng ta. Cái dễ hiểu nhất. Điều cơ bản nhất là ngũ giới thập thiện. Không thể không làm được. Ngũ giới thập thiện là có thể cải tạo vận mệnh là có thể tiêu trừ kiếp nạn nếu như muốn thành phật nếu như muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi muốn chứng thành quả cái nền tảng đó chính là tịnh nghiệp tam phước cho nên tuy trước mắt có rất nhiều tai nạn chỉ cần thật sự nỗ lực học ngũ giới thập thiện thì tai nạn này liền có thể tránh khỏi vì vậy ấn quan đại sư cả đời chỉ đề xướng mỗi sự việc này ngũ giới thập thiện thật thà niệm phật Các bạn thử xem Việc mà bản thân Ngài suốt đời là làm gì Khẩu hiệu của Ngài là 16 chữ Ngài thật sự làm được Đốn luân tận phận Nhàn tà tồn thành Tính nguyện niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Ấn quan Đại Sư cả đời là 16 cái chữ này thật sự làm được rồi làm rất viên mãn đốn luân tận phận chính là hai chữ trung hiếu luân là luân thường đốn là hòa mục một nhà hòa một nước hòa một cái thế giới hòa hợp tròn bổn phận của bản thân chúng ta bản thân chúng ta là thân phận gì là đang ở cương vị công tác gì phải đem chức trách của mình làm đến tận thiện tận mỹ đây là tận phận chúng tôi hiện nay là thân phận người xuất gia Người xuất gia cần phải làm những việc gì? Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo hóa chúng sanh. Ngôn hạnh phải làm nên tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Làm nên tấm gương chân thành Làm nên tấm gương thanh tịnh bình đẳng giác Làm nên tấm gương từ bi Làm nên tấm gương thấy rõ buông xả Làm nên tấm gương tự tại tùy duyên Làm nên tấm gương thật thà niệm Phật Đây là bổn phận của người xuất gia đối với tăng đoàn cung kính tán thán một cách chân thành cổ đức thường nói nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng tán dương tăng đôi bên cung kính lẫn nhau tán thán lẫn nhau một tập thể hòa hợp thì phật pháp sẽ hưng không những chúng ta cái đoàn thể này chúng ta phải hòa mục phải tôn kính phải tán thán mở rộng đến cái thế giới này cái xã hội này tất cả mọi đoàn thể chúng ta đều phải tôn trọng đều phải tán thán chung sống hòa mục hỗ trợ hợp tác có một số người nói không dễ dàng làm được tôi nói với họ không khó làm được chỉ cần bạn thật sự làm được ba việc thì cái việc này sẽ làm được ngay cái thứ nhất là tâm chân thành chí thiện tâm thiện chân thành cái thứ hai là tâm thương yêu chân thật cái thứ ba là bố thí cúng dường vô tư vô điều kiện bạn chỉ cần làm được ba việc này thì thiên hạ thái bình ngay cả yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp ngạn ngữ trung quốc thường nói nhân giả vô địch bạn thường nghĩ câu nói này Nhân trong Phật Pháp gọi là từ bi Người đại từ bi Sao gọi là vô địch Ở trong tâm không có kẻ địch Cái ý này là Nói người đại từ bi Có thể hòa hợp Chúng tộc khác nhau Có thể hòa hợp Tất cả chúng sanh Đây mới là đem trung hiếu Làm viên mãn rồi Thật sự tận trung tận hiếu Ở trong bản này Chú giải rất nhiều Chú giải dài vô cùng Vô cùng tường tận Đoạn này tôi chỉ giảng đến chỗ này chú giải hy vọng các vị đồng tu hãy tự mình xem các vị có chỗ nào nghi hoặc có thể đến hỏi hai chữ này tôi sẽ không giảng nhiều nữa hai chữ trung hiếu là đã giảng rất nhiều ý nghĩa quả thật là nói không hết ở trong hội biên có một đoạn nói đến đại hiếu tức là thuận thân dưỡng chí đoạn này nói rất hay chúng ta cần cố gắng nỗ lực học tập cổ đức dạy người khái niệm cơ bản là thiên địa cùng gốc dạng vật cùng thể hai câu nói này vốn dĩ phát xuất từ lão tử đạo đức kinh cái cảnh giới này là hoàn toàn tương đồng với điều mà kinh hoa kim đã nói chính là phật tri phật kiến tôi thường ngày viết chữ cho người ta chữ tôi viết là khẳng định hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình. Đây gọi là nhập Phật tri kiến. Lão Tử hai câu nói này là hoàn toàn tương đồng Với cái ý nghĩa này Đây là hiếu đạo Đây là thật sự nhận thức Được hiếu Biết rõ hiếu Dùng cái tâm này Đối với tất cả chúng sanh Chính là tâm Phật Từ trong cái tâm này Sinh ra tư tưởng hành vi Là hạnh Bồ Tát chân thật Cho nên ở chỗ này nói đến thuận thân dưỡng trí. Là từ cái quan điểm này mà nói. Nhất định không phải là khái niệm của phàm phu. Cái mà phàm phu nghĩ làm thế nào dưỡng thân, làm thế nào dưỡng trí của mình? còn quá nhỏ bé rồi luôn luôn không thể tách rời tự tư tự lợi đâu có biết được những đạo lý lớn này có thể thấy bậc thánh hiền với phạm phu ở trên nguồn tâm là không giống nhau cái nguồn này chúng ta gọi là đầu nguồn thí dụ nguồn nước chỗ phát nguồn là không giống nhau dưỡng thân thân là gì vậy là phật tánh là chân tâm bản tánh của bản thân chúng ta làm thế nào có thể dưỡng chân tâm bản tánh của cha mẹ Đây là sự tận hiếu của Phật Bồ Tát Cha mẹ làm phàm phu đang mê Làm sao dùng phương tiện thiện xảo Thúc đẩy họ Giúp họ giác ngộ Đây là đại hiếu viên mãn đích thực cho nên thuận là thuận tánh không phải thuận tình ở trong tình nhà phật thường nói nho cũng nói thấu tình đạt lý trung quốc nói đạo hiếu khổng lão phu tử tôn sùng đại thuấn biết hiếu hành hiếu tận hiếu cho rằng ông là tấm gương tốt nhất của hành hiếu tận hiếu việc mà ông làm là giúp cha mẹ giác ngộ sở dĩ cha mẹ đối xử với ông trong con mắt của người khác thấy rằng đó là tồi tệ đến cực điểm ở đâu cũng muốn đưa ông vào chỗ chết nhưng ông xem cha mẹ là đại thánh đại hiền là phật thật là bồ tát thật hai phương diện thấy tại sao khác nhau như vậy vua thuấn là thấy từ trên thể tánh thấy từ trên tâm tánh từ trên tâm tánh thấy tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai cho nên trong kinh phật nói bồ tát khi thành phật thấy khắp nơi chúng sanh đều thành phật đạo chính là cái ý này. Thế nhưng cha mẹ của Thuấn là tùy thuận vọng tưởng phiền não tập khí của mình mà nhìn chúng sanh. Cho nên cách nhìn của hai người không giống nhau. Một người là quan sát từ trên tâm tánh, lý thể một người là nhìn người từ trên tập khí phiền não cho nên thuấn có thể mềm dẻo quyền biến cha mẹ trách phạt ông khi có thể chịu đựng thì tiếp nhận trách phạt không thể chịu đựng thì lẩn tránh Không phải nói khi không thể chịu đựng Cũng ở đó chịu đòn Bạn bị cha mẹ đánh chết rồi Đáng đời Bạn chết quá ổn rồi Bạn là đại bất hiếu Ở chỗ này chính là mềm dẻo quyền biến Khi có thể chịu đựng thì chịu đựng Không thể chịu đựng thì tránh xa Làm hết khả năng để tìm cơ hội gợi ý cho cha mẹ cha mẹ ông quả nhiên giác ngộ rồi quả nhiên hiểu rõ rồi quả nhiên đã thành đại thánh đại hiền vậy mới được xem là tận hiếu mới được xem là thuận thân hiện nay chúng ta muốn thuận thân tâm tham của cha mẹ rất nặng bạn muốn kiếm tiền bạn muốn làm quan lớn muốn tham ô được bạn đều tùy thuận bạn tùy thuận tương lai đọa địa ngục cha mẹ bạn cũng bị đọa địa ngục đây không phải là thuận thân đọc sách thánh hiền học phật bồ tát không có gì khác chỉ là học làm một người sáng suốt mà thôi người sáng suốt rồi sẽ không làm việc sai trái sẽ không có ý nghĩ sai lầm đây gọi là thuận thân biết thuận thân liền đem phương pháp lý luận về thuận thân mở rộng nó ra hằng thuận chúng sanh đó chính là hành phổ hiền ở trong hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức hai câu nói này trước khi phật pháp còn chưa truyền vào trung quốc thì vua thuấn làm được rồi chúng ta ở trong lịch sử ghi chép đọc phần ghi chép về đại thuấn này dùng quan điểm của phật pháp mà xem ông sao có thể nói là không phải chư phật bồ tát đến trung quốc để ứng hóa hành nghi cả đời của ông chính là mười nguyện của bồ tát phổ hiền Mười nguyên tắc tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền Ông mỗi một điều Đều làm được rồi Hơn nữa làm được viên mãn như vậy Cho nên chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở trong thế gian này Chúng ta người phàm phu mắt thịt không biết Luôn luôn tùy thuận tập khí phiền não của mình Tạo ra biết bao nhiêu là ác nghiệp Nhưng mà chư Phật Bồ Tát Vẫn một lòng từ bi như vậy Đến giáo hóa chúng ta Thuận thân Cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu Sau khi hiểu rồi Sẽ biết làm thế nào hằng thuận chúng sanh Làm thế nào có thể Viên mãn hạnh Bồ Tát Có thể tu thành Bồ Tát Đạo Nói đến dưỡng trí nho Phật Dạy người lập chí Nhà Phật dạy người phát nguyện Phát nguyện chính là lập chí Lập chí không phải gì danh lợi Mà là phải lập cái chí công lớn ở chỗ này Câu nói này nói rất hay Dưỡng kỳ triệt địa thông thiên bào Dân dữ vật chi chí Câu nói này Người hiện nay đọc xong Rất có hiệu ý nghĩa Chúng tôi đổi nó thành Câu nói khác để nói Văn ngôn văn dịch thành Văn bạch thoại Chính là muốn dưỡng thành cái chí Vì Pháp giới Tất cả chúng sanh Tận trung, tận hiếu, phục vụ Chính là cái ý nghĩa này Đời người lấy phục vụ làm mục đích lấy giúp người làm gốc của niềm vui phật là dạy chúng ta như vậy nho gia đạo giáo cũng dạy người như vậy không hiểu cái ý nghĩa này thì chí và nguyện của bạn sẽ có lệch lạc có tà lệch bất chánh sai lầm nhưng mà thuận thân dưỡng chí thực hiện tới đâu vậy ở trong đại học nói rất hay ở trong đại học dạy chúng ta cương lĩnh thực hiện từ thành ý chánh tâm thành ý chánh tâm chính là nhà phật gọi là phát tâm bồ đề nhưng mà chúng ta tâm bồ đề không thể phát ra được tại sao không thể phát được vậy có chướng ngại cần phải trừ bỏ chướng ngại trừ bỏ chướng ngại nhà nho gọi là cách vật trí tri cách vật sau đó mới trí tri trí tri sau đó mới ý thành ý thành sau đó mới tâm chánh nó có phương pháp có trình tự tiến hành cho nên muốn thực hiện điều kiện đầu tiên chính là chân thành Nếu muốn chân thành Nhất định phải cách giật Giật là gì vậy? Giật là dục vọng Khi tôi giảng kinh địa tạng Có nói với mọi người Dục vọng có hai loại Một cái là ái dục Một cái là thi dục thì dục là thị hiếu bạn có thể đem hai loại dục vọng này xả bỏ đây gọi là cách vật dục vọng cái sức mạnh này vô cùng lớn mạnh là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay không những chướng đạo hơn nữa chướng tất cả thiện pháp thế gian phật nói với chúng ta thiện căn của thế gian chính là tất cả mọi thiện pháp thế gian nó có nguồn gốc nguồn gốc là gì vô tham vô sân vô si đây là ba thiện căn bạn còn có tham sân si dù cho bạn làm nên thiện thì cái thiện này là ngụy thiện không phải chân thiện bạn có thể lừa người bạn không thể lừa gạt trời đất quỷ thần bạn không thể lừa gạt lương tâm của chính mình phật pháp gọi là đoạn phiền não nhà nho gọi là cách vật cách vật chính là đoạn phiền não cách là chống lại ý nghĩa của cách vật chính là phải chiến thắng vật dục dùng trí tuệ của bạn dùng lý trí của bạn khắc phục phiền não của bạn là có cái ý nghĩa như vậy đây là phật pháp gọi là đoạn phiền não chướng ngoài cái này ra còn có một cái chướng nữa phật pháp gọi là sở tri chướng nhà nho gọi là trí tri trí tri là phải mở trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật hiện tiền mới có thể đem sở tri chướng bỏ sạch các vị phải biết nhà phật tu hành chú trọng thiền định tám dạng bốn ngàn pháp môn chính là tám dạng bốn ngàn loại phương pháp khác nhau cách thức khác nhau để tu thiền định chúng ta niệm phật dùng chấp trì danh hiệu dùng cái phương pháp này để tu thiền định mục đích của thiền định là gì vậy phá phiền não chướng tâm thanh tịnh rồi tâm định rồi liền sanh trí tuệ Trí tuệ có thể phá sở tri chướng Phương pháp dụng công Của chúng ta hiện nay là Định tuệ đồng thời Niệm Phật đường Chú trọng tu định Giảng đường Chú trọng tu tuệ nhưng mà định tuệ của chúng ta cũng không thể thành tựu. Nguyên nhân của không thể thành tựu ở đâu vậy? Chúng ta chưa đem ái dục thì dục đoạn sạch. Cho nên tu thế nào? Tu cả một đời. Bên ngoài là rất giống, trên thực chất không có nội dung lỗi của chúng ta là ở chỗ này tu hành đã tu lâu như vậy mà công phu vẫn không đắc lực bằng còn không xem lại sao giống như chúng ta bị bệnh mời thầy thuốc đến bắt mạch chữa bệnh chúng ta đang uống thuốc thuốc đã uống rất lâu mà bệnh không có tiến triển Bạn vẫn còn không giác ngộ sao Nhất định là uống sai thuốc rồi Chẩn đoán có sai lầm Nên bệnh không có tiến triển Hãy mau đi tìm thầy thuốc khác Người chúng ta đều có loại thường thức này Bản thân tu hành công phu không đắc lực là giống như bị bệnh vậy vào lúc này cần phải quan sát kiểm điểm thật kỹ sai lầm của chúng ta rốt cuộc là ở đâu tìm ra được lỗi lầm rồi đem sai lầm trừ bỏ hết thì công phu này sẽ đắc lực ngay công phu đắc lực đây là giống như uống thuốc thấy hiệu quả vậy có hiệu quả rồi hai chướng nhất định phải nên đoạn đoạn không phải đơn giản như vậy không phải đơn giản như vậy thì làm thế nào đoạn từng phần nho phật đều là dạy chúng ta như vậy đoạn một phần phiền não mở một phần trí tuệ đoạn hai phần phiền não mở hai phần trí tuệ bậc thánh hiền là do phàm phu làm nên phật bồ tát cũng là từ phàm phu mà thành sao họ có thể thành tựu vậy đoạn từng phần mỗi ngày chính là đang làm cái việc này phiền não mỗi ngày một nhẹ trí tuệ một ngày tăng trưởng Đây chính là công phu Đây chính là tiến bộ Đây cũng chính là Sự hưởng thụ cao nhất Của đời người Mà năm xưa tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy tôi Phạm nhân thế gian Không thể hưởng thụ được Phiền não nhẹ Trí tuệ tăng Đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh chân tướng của vũ trụ nhân sanh càng ngày càng hiểu rõ càng ngày càng sáng suốt đời sống của bạn bất kể là sống đời sống như thế nào đời sống phú quý cũng tốt đời sống bần tiện cũng tốt bất kể là thân phận gì bạn trong xã hội có địa vị cũng tốt bần cùng hạ tiện cũng tốt cái đó không sao cả bạn đều có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn đích thực đời sống tự tại an lạc đây là sống đời sống của bậc thánh hiền đời sống của phật Bồ Tát chúng ta dưỡng trí phải dưỡng loại trí này cho nên thuận được dưỡng được nguồn gốc của đó đều là ở việc nhận biết về chân tướng của vũ trụ nhân sanh ở trong phật pháp gọi là sự nhận biết về pháp tánh phật tánh của tất cả chúng sanh sau đó bạn mới có thể làm được nhưng để có được cái nhận biết này là không dễ dàng cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta gần gũi thiện tri thức mục đích của gần gũi thiện tri thức là gì chẳng qua là nhờ vào kinh nghiệm của họ nhờ vào sự tu trì của họ giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta nhận biết mà thôi công phu chỉ cần đắc lực không cần phải rất cao là có thể sanh tử tự tại tiền đồ một dùng sáng lạng đây là thông tin có được kết luận có được mà chúng ta thấy ở trong rất nhiều ghi chép của người tu hành trước đây Họ có thể thành tựu như vậy Chúng ta không thể rớt lại phía sau họ Thì chúng ta đời này Là không có vô ích rồi Đời này Nhất định Giảng sanh bất thói thành Phật Không đợi đến đời sau nữa cái thân này ở trong sáu cõi luân hồi, lần này là thân cuối cùng. Chúng ta phải dưỡng cái chí khí này. Nghiêm túc nỗ lực phụng hành, khiến chí nghiệp này của chúng ta đạt được cứu cánh viên mãn đây là đại hiếu bản thân biết dưỡng còn có thể giúp người khác dưỡng bản thân thuận được còn có thể giúp người khác thuận tự độ độ ta đây là đạo bồ tát đại thừa nội dung của hội biên vô cùng phong phú vô cùng tuyệt vời lời văn của cảm ứng thiên là của đạo giáo chú dạy ở trong đây là của phật giáo là của nho giáo đúng là tam giáo hợp thành nhất thể đây là quyển sách hay ấn quan đại sư cả đời tôn sùng hy vọng dùng sách này để hóa giải kiếp nạn của hiện nay chúng ta thật sự muốn có thể ở trong cái kiếp nạn này hóa hung thành kiếp trong nạn gặp may thì cuốn sách này là bảo đảm nhưng mà bạn nhất định phải lý giải phải phụng hành thì mới có thể đạt đến mục tiêu của tiêu nghiệp chướng tiêu tai nạn. Làm căn bản cho tu hành giảng sanh thành Phật. Tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng đến chỗ này A Di Đà Phật. cẩn nhịn viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật